trong chương trình ngày hôm nay mời quý vị và các bạn cùng đến với những nội dung chính sau đây. Chuyên gia đánh giá ông Trump có cơ hội cao nhất đánh bại bà Harris. Kế hoạch thúc đẩy kinh tế Mỹ của ông Trump nếu tái đắc cử. Tiết lộ cực sốc lý do Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba xin từ chức. Ngay bây giờ là nội dung chi tiết, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Sau hơn một tháng kể từ khi đương kim Phó Tổng thống Kamala Harris tiếp nhận vị trí ứng cử viên cho Đảng Dân Chủ, cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2024 đã có nhiều biến động dù các cuộc thăm dò dư luận liên tục cho thấy bà Kamala Harris đang tạm dẫn trước ông Trump về tỷ lệ ủng hộ của cử tri, nhưng theo nhà phân tích bầu cử uy tín Mỹ, Nate Silver tuyên bố, ứng cử viên đại diện Đảng Dân Chủ đã thể hiện kém hơn trong các cuộc khảo sát gần đây. Theo ông Silver, ông Trump hiện có 58,2% cơ hội chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống vào ngày 5 tháng 11, cao hơn đáng kể đối thủ Harris 41,6%. Tuần trước, Mô hình tính toán của ông Silver cho thấy, cựu tổng thống Cộng hòa đạt 52,4% cơ hội chiến thắng, trong khi tỷ lệ này của nữ phó tổng thống là 47,3%. Theo Đài RT, các hãng thông tấn Mỹ thường trích dẫn những dự đoán của chuyên gia Silver và ông được coi là một trong những nhà dự báo bầu cử có ảnh hưởng nhất ở xứ sở cơ hoa. Phương pháp luận của ông Silver là lấy mẫu thăm dò ý kiến, dữ liệu kinh tế, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu và các yếu tố khác bao gồm cả những cú hích sau đại hội toàn quốc của các đảng vốn thường gia tăng mức độ tiến nhiệm của các ứng cử viên trong vài tuần sau khi nhận đề cử, Đảng Dân chủ chính thức thông báo Phó Tổng thống Harris là ứng cử viên tổng thống của đảng tại đại hội toàn quốc ở Chicago, bang Illinois cách đây 3 tuần. Tuy nhiên, chuyên gia Silver nói bà Harris đã không nhận được cú hích thường thấy. Các cuộc thăm dò sau đại hội của hãng thông tấn CNN phản ánh bà Harris và ông Trump đang hòa nhau ở 3 trong tổng số 6 bang chiến địa và dẫn trước khoảng 5 điểm ở ba bang chiến địa còn lại. Trong khi đó, theo một cuộc khảo sát của YouGov, ứng viên dân chủ tạm dẫn trước 2 điểm trên toàn quốc. Ông Silver lập luận, vì các cuộc thăm dò này được thực hiện ngay sau đại hội toàn quốc của Đảng Dân chủ nên bà Harris đáng lẽ phải dẫn trước đối thủ với tỷ lệ ủng hộ lớn hơn. Đầu tháng 8, theo tổng hợp kết quả thăm dò toàn quốc do ông Silver thực hiện và công bố, Phó Tổng thống Kamala Harris giành được 45,5% tỷ lệ ủng hộ. Ứng viên tổng thống Đảng Cộng hòa Donald Trump giành được 44,1% và ứng viên độc lập Robert F Kennedy Jr giành được 5%. Cuối tháng 8, một cuộc thăm dò bầu cử do hãng tin Bloomberg công bố cho thấy bà Harris đang dẫn trước hoặc ngang bằng với ông Trump ở 7 bang chiến địa là Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Bắc Carolina, Pennsylvania và Wisconsin. Đây là cơ sở để bà Harris có thể giành được nhiều phiếu đại cử tri hơn cách biệt lớn nhất là tại bang Wisconsin, 52% của bà Harris so với 44% của ông Trump. Tại Pennsylvania, khác với cuộc thăm dò bầu cử của nhà báo Silver, bà Harris có được ưu thế 51% so với 47% của ông Trump. FiveThirtyEight, chuyên trang phân tích dư luận do nhà báo Silver lập ra năm 2008 nhưng đã được nhượng lại cho hãng tin ABC News hồi năm ngoái tin rằng bà Harris có tới 59% cơ hội thắng cử và có thể giành tới 291 phiếu đại cử tri. Theo đó, ứng viên của Đảng Dân chủ được tin là sẽ giành chiến thắng tại Arizona, Michigan, Nevada, Pennsylvania và Wisconsin, song sẽ vụt mất bang Georgia và Bắc Carolina vào tay Đảng Cộng hòa. Trong bài phát biểu tại Câu lạc bộ Kinh tế New York, cựu tổng thống Donald Trump cho biết, nếu tái đắc cử, ông sẽ thành lập một quỹ đầu tư quốc gia để đầu tư vào những nỗ lực lớn của đất nước, bao gồm các dự án cơ sở hạ tầng lớn như đường cao tốc và sân bay. Quỹ này được thành lập thông qua thuế quan và những biện pháp thông minh khác. Ông đồng thời cam kết sẽ biến nước Mỹ trở thành thủ đô tiền kỹ thuật số của thế giới. Bên cạnh đó, ông Trump cũng cam kết giảm thuế doanh nghiệp từ 21% xuống còn 15% cho các công ty sản xuất sản phẩm tại Mỹ. Trước đó, trong nhiệm kỳ tổng thống từ năm 2017 đến năm 2021, ông Trump đã cắt giảm thuế doanh nghiệp từ 35% xuống còn 21%. Vị cựu Tổng thống cũng tái nhấn mạnh sẽ bỏ thuế thu nhập đánh vào tiền tiếp, một ý tưởng mà ông đưa ra lần đầu tiên vào tháng 6 để lôi kéo sự ủng hộ của cử tri trong ngành dịch vụ. Luật hiện hành của Mỹ yêu cầu người làm dịch vụ phải báo cáo tiền tiếp là thu nhập. Một điểm đáng chú ý trong chính sách của ông Trump là thành lập Ủy ban Hiệu quả của Chính phủ do tỷ phú Elon Musk đứng đầu để tránh lãng phí trong chi tiêu. Ứng cử viên Đảng Cộng Hòa không nêu chi tiết cách thức hoạt động của cơ quan này, nhưng cho biết sẽ xây dựng một kế hoạch để loại bỏ gian lận và thanh toán không đúng cách trong vòng 6 tháng sau khi thành lập. Liên quan đến vấn đề năng lượng, ông Trump cam kết sẽ ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia để thúc đẩy nguồn cung năng lượng trong nước nhằm loại bỏ các rào cản hành chính đang kìm hãm các dự án mới. Ông khẳng định sẽ dùng năng lượng làm động lực thúc đẩy sự phục hồi kinh tế. Về tình trạng nhập cư, Cựu tổng thống Donald Trump cho biết, nếu đắc cử, ông sẽ không cho phép các ngân hàng hoặc tổ chức tài chính cung cấp khoản vay thế chấp cho những người nhập cư trái phép tại bang California. Tuy nhiên, ông không trình bày cách thức ban hành lệnh cấm và không nêu liệu quy định này có áp dụng ngoài California hay không. Ông Trump cũng cam kết sẽ mở ra một số khu đất liên bang để xây dựng nhà ở quy mô lớn với một số địa điểm có mức thuế và mức quản lý cực thấp. sức nóng của cuộc bầu cử năm 2024 đang tăng nhanh khi cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump và đương kim Phó Tổng thống Kamala Harris dồn lực cho màn đấu tay đôi trực tiếp đầu tiên vào ngày 10 tháng 9 tới. Cuộc tranh luận sắp tới này sẽ mở đầu cho giai đoạn căng thẳng nhất của chiến dịch tranh cử giữa bà Harris và ông Trump, theo AFP. Hiện tại, hai ứng viên đều đang cùng cố vấn chuẩn bị cho sự kiện quan trọng này. Cách họ thể hiện trên sân khấu sẽ tác động rất lớn đến chiến dịch tranh cử, có thể tạo ra bước ngoặt trên con đường vào Nhà Trắng nhằm chuẩn bị cho cuộc tranh luận và Harris sẽ đến Pennsylvania trong ngày 5 tháng 9 theo giờ Mỹ và sẽ ở lại đó tới ngày 10 tháng 9. Bà Harris dự kiến tới thành phố Pittsburgh, nơi bà sẽ lập chiến lược với các cố vấn và mài rũa đường lối tấn công của mình, theo CNN. Nhóm cố vấn trực tiếp sẽ hỗ trợ bà Harris tạo ra sự khác biệt, tránh đi vào vết xe đồ của ông Biden và giữ bình tĩnh để không bị cuốn vào những công kích cá nhân từ cựu Tổng thống. Bà Harris diễn tập với một người đóng vai ông Trump là chiến lược gia đảng dân chủ Philip Rones, cố vấn đầu năm của cựu ngoại trưởng Hillary Clinton. Quá trình chuẩn bị tập trung vào nhiều chủ đề khác nhau và các buổi hỏi đáp. Bà Harris cùng đội ngũ còn tìm phương án trọng tức ông Trump để khiến đối thủ mất bình tĩnh. Họ muốn thể hiện bà Harris là một phụ nữ không sợ hãi, không khuất phục, sẽ đứng lên chống lại ông Trump. Ngoài ra, phó tổng thống có thể nhắc đến thất bại của ông Trump trong việc buộc Mexico trả tiền xây tường biên giới miền Nam Mỹ cách cựu tổng thống ứng phó COVID-19, muốn hủy đạo luật chăm sóc sức khỏe hợp túi tiền ACA nhưng lại không đưa ra được phương án thay thế. Ứng viên Đảng Dân Chủ dự định còn nhắm đến yếu tố tuổi tác và các đề xuất chính sách mơ hồ của đối thủ. Trong khi đó, Caroline Levitt, thư kỳ báo chí của ông Trump, nói cựu tổng thống không cần phải chuẩn bị tranh luận theo cách truyền thống. Bà Levitt cho biết, ông Trump đã chứng tỏ mình là một trong những người tranh luận giỏi nhất trong lịch sử chính trị, bằng chứng là hạ đo ván ông Biden. Nguồn tin thân cận tiết lộ, cựu tổng thống không diễn tập với người đóng vai bà Harris. Ông Trump cho biết đang chuẩn bị cho cuộc tranh luận thông qua các buổi nói chuyện trong quá trình vận động tranh cử và các cuộc thảo luận chính sách với một nhóm trợ lý thân cận. Đội ngũ của cựu tổng thống kỳ vọng thu được kết quả như cuộc tranh luận hồi tháng 6. Tuy nhiên, một số đồng minh thừa nhận bà Harris là đối thủ khó nhằn hơn ông chủ Nhà Trắng. Họ cũng lo ngại về dòng điệu của ông Trump khi công kích bà Harris bởi nó có thể tạo ra ấn tượng xấu khi nhằm vào một phụ nữ các đồng minh khuyên ông Trump nên nhấn mạnh vào các vấn đề lạm phát và nhập cư. Khi bị bà Harris tấn công về vấn đề COVID-19, ông Trump cũng có thể chỉ ra số người chết vì đại dịch dưới thời ông Biden cao hơn dưới thời ông Trump, do Tổng thống đương nhiệm thất bại trong nỗ lực siết quy định về khẩu trang và tiêm vaccine. Ông Trump từng dẫn trước ông Biden trong các thăm dò, nhưng sau khi Đảng Dân Chủ thay ứng viên, cục diện cuộc đua đã có thay đổi. Kết quả cuộc thăm dò CNN công bố ngày 4 tháng 9 cho thấy cuộc đua vẫn rất gay cấn ở 6 bang chiến trường quan trọng có khả năng quyết định kết quả bầu cử. Theo đó bà Harris dẫn trước ông Trump ở Wisconsin và Michigan, lần lượt là 50% 44% và 48% 43%. Trong khi đó ông Trump lợi thế hơn bà Harris ở Arizona với 49% so với 44%. Tại Georgia và Nevada, 48% người được hỏi ủng hộ bà Harris so với 47% dành cho ông Trump. Còn ở Pennsylvania, hai ứng viên đều nhận 47% ủng hộ. Hãng truyền thông ABC News vừa đưa ra những quy định cuối cùng cho cuộc tranh luận đầu tiên giữa ứng cử viên tổng thống của Đảng Cộng hòa, ông Donald Trump và bà Kamala Harris, ứng cử viên tổng thống của Đảng Dân chủ, dự kiến diễn ra vào ngày 10 tháng 9 tới. Theo quy tắc tranh luận, các câu hỏi dành cho hai ứng cử viên sẽ chỉ được người điều hành hỏi và mỗi ứng cử viên sẽ có 2 phút để trả lời. Micro của họ sẽ bị tắt khi đến lượt ứng cử viên kia phát biểu. Mỗi ứng cử viên tổng thống sẽ được phát một cây bút, một tập giấy và một chai nước nhưng không được sử dụng những ghi chú viết sẵn. Các ứng cử viên sẽ không được phép tương tác với nhân viên trong chiến dịch tranh cử của họ, kể cả trong thời gian nghỉ quảng cáo. Đài truyền hình ABC News đã đảm bảo với chiến dịch tranh cử của bà Harris rằng nếu có sự tranh cãi đáng kể giữa hai ứng viên, họ sẽ cân nhắc bật micro để công chúng có thể hiểu được những gì đang diễn ra. Trong quá trình đó, người điều phối sẽ tìm cách ngăn các ứng viên liên tục ngắt lời của đối phương và cũng sẽ cố gắng giải thích cho người xem về cuộc tranh luận. Ngoài ra, một số phóng viên được phép có mặt trong trường quay để trực tiếp đưa tin về cuộc tranh luận. Về phía cựu Tổng thống Donald Trump, khi được hỏi về cuộc tranh luận với bà Harris, ông cho biết sẽ không ngắt lời ứng viên Đảng Dân Chủ. Quy định của đài truyền hình cũng nêu rõ sẽ không có khán giả trong cuộc tranh luận. Các ứng cử viên không được đặt câu hỏi cho nhau trong thời gian giải lao. Cả hai bên đã đồng ý với bộ quy tắc do ABC đưa ra. Dù chiến dịch của bà Harris trước đó đề nghị micro được mở trong suốt cuộc tranh luận, theo tờ The New York Times. Trước đó, ông Trump đã thắng trong lần tung đồng du được tổ chức trực tuyến hôm 3 tháng 9 để xác định vị trí buộc phát biểu và thứ tự phát biểu chốt màn. Cựu Tổng thống chọn sẽ phát biểu cuối cùng và Harris chọn vị trí buộc phát biểu bên phải trên màn hình, tức bên trái sân khấu. Sẽ không có phát biểu mở đầu và mỗi ứng viên sẽ có 2 phút để phát biểu cuối. Cuộc tranh luận sắp tới sẽ được ABC News tổ chức tại Trung tâm Hiến pháp Quốc gia ở thành phố Philadelphia thuộc bang chiến trường Pennsylvania, và được truyền hình trực tiếp vào lúc 21 giờ ngày 10 tháng 9 theo giờ Mỹ. Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 5 tháng 9 phát biểu trước các giám đốc điều hành doanh nghiệp ở New York cho biết, nếu ông đắc cử nhiệm kỳ thứ hai, tỷ phú Elon Musk sẽ được giao nhiệm vụ giám sát toàn bộ quy trình kiểm toán tài chính và hiệu suất hoạt động của chính phủ liên bang. Ý tưởng này là sự hợp tác mới nhất giữa ông Trump và tỷ phú Musk. Ông chủ của các hãng Tesla và SpaceX trở thành người ủng hộ ông Trump ngày càng hăng hái. Ông Trump cho rằng trong năm 2022, chỉ riêng các khoản gian lận và thanh toán không đúng đã gây thiệt hại ước tính hàng trăm tỷ đô la cho người nộp thuế. Ứng viên Tổng thống Mỹ của Đảng Cộng Hòa cho biết, Ủy ban mới sẽ khuyến nghị cải cách mạnh mẽ và xây dựng kế hoạch để loại bỏ gian lận và thanh toán không minh bạch trong vòng 6 tháng, điều mà ông Trump khẳng định sẽ giúp chính phủ tiết kiệm hàng nghìn tỷ đô la. Ông Trump phát biểu ngày 5 tháng 9 rằng, Chúng ta cần phải làm điều đó, không thể tiếp tục như hiện tại. Ông cũng hứa sẽ giảm 10 quy định của chính phủ mỗi khi đưa ra quy định mới nếu ông đắc cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11. Ông Trump công bố kế hoạch này trong bài phát biểu trước Câu lạc Bộ Kinh tế New York, một nhóm gồm các giám đốc điều hành và lãnh đạo ngành. Ông cũng tiết lộ là các đề xuất cắt giảm quy định và thúc đẩy sản xuất năng lượng, chấp nhận tiền điện tử và cắt giảm mạnh chi tiêu của chính phủ, giảm thuế doanh nghiệp cho các công ty sản xuất tại Mỹ về phía musk tỷ phú này viết trong thông điệp đăng trên mạng xã hội x rằng tôi mong muốn được phục vụ nước mỹ nếu có cơ hội không lương không chức danh không cần sự công nhận trong một cuộc trò chuyện trực tiếp trên mạng xã hội x vào tháng trước cựu tổng thống mỹ và vị tỷ phú đã thảo luận về vai trò của doanh nhân trong chính quyền của ông trump lần thứ hai nếu có cơ hội ông trump nói với tỷ phú musk rằng anh là người cắt xén hiện đại nhất tôi cần một elon musk tôi cần một người có nhiều sức mạnh lòng dũng cảm và thông minh Tôi muốn đóng cửa bộ giáo dục, chuyển giáo dục trở lại các bang. Bharat Ramamurti, cựu quan chức kinh tế của tổng thống Joe Biden cho rằng, điều này đồng nghĩa là ông Trump ủng hộ cắt giảm an sinh xã hội, bảo hiểm Medicare và chế độ phúc lợi cho cựu chiến binh. Ramamurti nói thêm, Trump cũng đang đề xuất cắt giảm hàng nghìn tỷ đô la Mỹ tiền thuế của người giàu, đó là mục tiêu cơ bản của ông ấy, nhiều tiền hơn cho những người bạn giàu có, ít tiền hơn cho phần còn lại. Cựu Tổng thống Trump từng hứa sẽ cắt giảm thuế mạnh tay, cam kết biến Mỹ thành trung tâm tiền điện tử của thế giới và bãi bỏ đạo luật giảm lạm phát của chính quyền Tổng thống Biden, vốn hướng tới giảm chi phí cho năng lượng sạch và thuốc men, chấn áp những người gian lận thuế. Ông Trump và tỷ phú Musk, hai trong số những người đàn ông quyền lực nhất thế giới, từng là đối thủ nhưng bất ngờ chuyển thành đồng minh trong mùa bầu cử năm nay. Tỷ phú Musk gần đây vẫn nhận mình là thành viên dân chủ ôn hòa. Năm 2022, ông nói rằng ông Trump đã quá già để làm tổng thống một lần nữa. Tuy nhiên, tỷ phú Musk chính thức ủng hộ ông Trump hai ngày sau vụ ám sát hụt cựu tổng thống vào tháng trước. Quốc hội Ukraine chấp nhận đơn từ chức của Ngoại trưởng Kuleba, người tập hợp ủng hộ của phương Tây dành cho Kiev từ khi xung đột bùng phát. Ông Kuleba, 43 tuổi, trở thành Ngoại trưởng trẻ nhất trong lịch sử Ukraine khi Tổng thống Zelensky bổ nhiệm ông vào năm 2020. Ông từng là người nổi tiếng ở cả trong và ngoài nước. Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock nói rằng có rất ít người mà bà có thể làm việc gần gũi như cựu Ngoại trưởng Ukraine. Trong cuộc xung đột với Nga, Ngoại trưởng Kuleba chỉ đứng thứ hai sau Tổng thống Zelensky trong việc truyền tải thông điệp của Kiev đến cộng đồng quốc tế thông qua các bài viết đăng trên mạng xã hội hay những cuộc gặp gỡ với quan chức nước ngoài. Đến nay, có nhiều suy đoán cho rằng sau khi từ chức, Chính trị gia này có thể được bổ nhiệm làm đại sứ tại Bruxelles. Đồng thời, cựu cố vấn của Tổng thống Volodymyr Zelensky, ông Alexei Arestovic tuyên bố, ông biết lý do thực sự khiến ông Kuleba phải từ chức. Nhiều nguồn tin cho rằng Tổng thống Zelensky quyết định để ông Kuleba từ chức vì mong muốn của Ngoại trưởng Ukraine là làm hòa với Nga. Ông Arestovic lưu ý, cựu Ngoại trưởng Kuleba tin rằng tốt hơn là nên đàm phán hòa bình với Nga ngay bây giờ bằng bất kỳ điều kiện nào. Ngoài ra, cựu cố vấn còn bày tỏ quan điểm với những cuộc cải tổ lớn trong chính phủ hiện nay là ông Zelensky đang cố gắng ngăn chặn một âm mưu đảo chính. Trong khi đó, theo các nguồn tin, ông Kuleba không muốn từ chức nhưng đã chịu áp lực từ tránh văn phòng Tổng thống Ukraine Andriy Yermak. Tuy nhiên, theo truyền thông Nga, Tổng thống Zelensky đã cáo buộc ông Kuleba không đảm bảo được thêm nguồn cung cấp vũ khí từ các nhà tài trợ phương Tây. Một nguồn tin nói với hãng tin Suspine rằng ông Zelensky nói với các nghị sĩ rằng nhà ngoại giao này thiếu năng lượng để thúc đẩy việc cung cấp vũ khí. Trước đó, ít nhất 6 quan chức Ukraine trong thành phần nội các của Tổng thống Zelensky đã nộp đơn xin từ chức bao gồm Bộ trưởng Công nghiệp Chiến lược Alexander Kamysin, Phó Thủ tướng chuyên trách châu Âu Olha Stefanisina, Phó Thủ tướng chuyên trách hòa hợp Irina Vereshchuk, Bộ trưởng Tư pháp Denis Maliuska, Bộ trưởng Môi trường Ruslan Stiles và Giám đốc Quỹ tài sản nhà nước Vitaly Kovan với việc một loạt bộ trưởng Ukraine xin từ chức và khiến hơn một phần ba vị trí trong nội các Ukraine bị bỏ trống kể từ sau các vụ sa thải vào đầu năm nay. Trong số các quốc gia thành viên NATO, Mỹ, Đức, Anh, Pháp hiện là bốn quốc gia cung cấp viện trợ quân sự và tài chính nhiều nhất cho Ukraine. Trong đó, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron từng nói rằng Pháp sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine nhưng sẽ không để rơi vào tình trạng căng thẳng dẫn đến các cuộc giao tranh với Nga Hồi tháng 7, ông Macron tuyên bố rằng an ninh ở châu Âu đang bị đe dọa và Paris hiểu rõ tầm quan trọng của sự cân bằng quyền lực. Vì vậy, Pháp quyết tâm không để Nga giành chiến thắng trong cuộc xung đột với Ukraine. Tổng thống Macron khi đó nhấn mạnh vai trò quan trọng của quân đội Pháp trong việc đào tạo binh lính và sĩ quan Ukraine. Và mới đây nhất, Ukraska Pravda đưa tin Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Emmanuel Macron của Pháp. Tổng thống Zelensky cho biết, trước khi cuộc điện đàm diễn ra, chúng tôi đã thảo luận về việc tiếp tục hợp tác quốc phòng, chuẩn bị gói viện trợ quân sự mới từ Pháp cũng như khả năng sản xuất chung một số loại vũ khí. Tôi nhấn mạnh một lần nữa, chúng tôi rất cần sự cho phép của các đối tác để tấn công vào những sân bay nơi chiến đấu cơ mang bom KAB và tên lửa cất cánh. Vì vậy, chúng tôi tin tưởng vào sự đoàn kết của các đồng minh về vấn đề này. Nhà lãnh đạo Ukraine cũng thông báo với ông Macron về các nhu cầu chính của Kiev bao gồm hệ thống phòng không, hệ thống tác chiến điện tử, xe bọc thép và pháo binh. Hai tổng thống đã nhất trí về các cuộc tiếp xúc tiếp theo, đặc biệt là về việc thực hiện thỏa thuận an ninh song phương và cơ chế chung của Hiệp ước An ninh Ukraine. Trước đó, các quan chức thuộc Bộ Tổng tham mưu Quân đội Ukraine đã thông báo cho Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Pháp về tình hình chiến trường và nhu cầu cấp thiết của quân đội Ukraine trong cuộc xung đột với Nga. Cụ thể, Reuters đưa tin trên mạng xã hội Facebook, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov cho biết ông đã gặp người đồng cấp Pháp Sébastien Lecornu để thảo luận về tình hình ở tiền tuyến và phòng không. Theo ông Umerov, các quan chức thuộc Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine đã thông báo cho Bộ trưởng Quốc phòng Pháp về tình hình xung đột và nhu cầu cấp thiết của quân đội Ukraine trong cuộc xung đột với Nga. Ngoài ra, hai bên còn thảo luận về các liên doanh công nghiệp quốc phòng Ukraine, Pháp. Trong cuộc cải tổ nội các lớn nhất từ trước tới nay, ông Andriy Sibiha, đã được bổ nhiệm làm ngoại trưởng Ukraine thay thế ông Dmytro Kuleba. Việc đề cử ông Sibiha được 258 thành viên Quốc hội Ukraine ủng hộ. Mặc dù kế hoạch cải tổ chính phủ đã xuất hiện từ nhiều tháng trước, nhưng đối với nhiều nhà quan sát quốc tế cũng như ở Ukraine, thông tin ông Kuleba từ chức ngoại trưởng là một điều bất ngờ. Ông Kuleba hiện chưa bình luận về đơn từ chức của mình và giới lãnh đạo chính trị Ukraine cũng chưa chính thức nêu rõ lý do thay thế ông. Ông Sibiha là một nhà ngoại giao kỳ cựu, do vậy việc đảm nhận vị trí ngoại trưởng là một nhiệm vụ mới nhưng không hoàn toàn xa lạ đối với ông. Mặc dù không được công chúng nhắc tới nhiều như ông Kuleba, nhưng ông Sibiha từng lãnh đạo các nỗ lực ngoại giao tại văn phòng tổng thống, nơi được cho là có thể vượt bộ ngoại giao để trở thành cơ quan chủ chốt xử lý các vấn đề đối ngoại của Ukraine. Ông Sibiha được bổ nhiệm làm thứ trưởng bộ ngoại giao Ukraine vào tháng 4 năm nay. Khi đó, một số quan chức giấu tên đã nói rằng việc ông được bổ nhiệm vào vị trí cao nhất chỉ còn là vấn đề thời gian. Ông Cbha sinh năm 1975 tại thị trấn Zboriv, tỉnh Tenopin, phía tây Ukraine. Ông làm việc tại Bộ Ngoại giao từ năm 1997. Ông tốt nghiệp Đại học ivano Franko ở Lviv với bằng Quan hệ Quốc tế cùng năm và sau đó lấy bằng luật. Trong vài năm tiếp theo, ông Cbha giữ một số chức vụ tại Bộ Ngoại giao. Từ năm 2008, ông là tham tán tại Đại sứ quán Ukraine ở Ba Lan. Bốn năm sau, ông được bổ nhiệm làm giám đốc bộ phận dịch vụ lãnh sự tại Bộ Ngoại giao năm 2016, ông Cbha được bổ nhiệm làm đại sứ Ukraine tại thổ nhĩ kỳ. Năm 2021, ông Cbha trở về Ukraine và được bổ nhiệm làm phó giám đốc văn phòng tổng thống dưới quyền ông Yermak. Ông Cbha phụ trách chính sách đối ngoại, công việc trở nên quan trọng sau khi xung đột với nga bắt đầu bùng phát. Phát biểu tại quốc hội vừa qua, ông Cbha nhấn mạnh đảm bảo Ukraine nhận được vũ khí cần thiết sẽ là ưu tiên hàng đầu của ông trong vai trò ngoại trưởng. Cuộc cải tổ chính phủ Ukraine diễn ra vào thời điểm Kiev đang kêu gọi các nước phương Tây cho phép sử dụng vũ khí tầm xa để tấn công các mục tiêu sâu bên trong lãnh thổ Nga. Cho đến nay, cả Mỹ và châu Âu đều chưa bật đèn xanh cho Ukraine làm như vậy. Nhà quan sát chính trị người Ukraine, Mykola Davidiuk, nói với tờ Kiev Independent, Tôi không nghĩ ông Sibiha có thể làm tốt hơn ông Kuleba, ông ấy có thể là người mới hoặc khác biệt. Cựu nghị sĩ Hanna Hopko người đồng sáng lập Trung tâm Quốc tế vì chiến thắng của Ukraine và là người đứng đầu nhóm nghiên cứu Ant, đồng tình với tuyên bố của ông Davidiuk, cho rằng điều quan trọng là phải bảo vệ sự độc lập của Bộ Ngoại giao. Bà Hocco nói, vấn đề không phải là thay tên của các nhà ngoại giao, câu hỏi đặt ra là về hệ thống cho phép bộ trưởng với những quyền hạn của chức vụ này làm việc hiệu quả và không phải là một phần của văn phòng Tổng thống. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu vừa qua đã có buổi chia sẻ về xung đột tại Gaza trên truyền hình, kèm theo đó là các bản đồ gây chú ý. Kênh Al Jazeera cho biết, áp lực từ trong nước và quốc tế đang đổ dồn lên thủ tướng Netanyahu để đi đến một thỏa thuận ngừng bắn trong đó các con tin Israel sẽ được trở về nước, Gaza không còn tiếng súng đạn và nhiều tù nhân Palestine được thả tự do. Nhưng buổi họp báo trên truyền hình của thủ tướng Netanyahu bắn tín hiệu cho thấy Nhà lãnh đạo này không có ý định đi đến một thỏa thuận ngừng bắn, thay vào đó, ông giới thiệu về kế hoạch cho tương lai Gaza. Thủ tướng Netanyahu xuất hiện trên truyền hình trước một bản đồ lớn, tay ông cầm que chỉ, bản đồ có hình đồ họa về các quả bom tại Gaza. Theo đó, ông Netanyahu muốn giữ nguyên toàn bộ khu vực phía bắc của hành lang Netzarim rộng 6,5 km. Thủ tướng Netanyahu cho biết sẽ không có tái thiết và người dân cũng không quay trở lại nhà ở khu vực đó ông netanyahu khẳng định điều này nhằm giúp lực lượng israel có thể phá hủy hệ thống đường hầm của hamas tại khu vực hành lang netzarim là con đường chia cắt miền bắc gaza bao gồm cả thành phố gaza với miền nam giải đất này lực lượng phòng vệ israel idf từng xác nhận với kênh cnn của mỹ rằng họ đang sử dụng con đường để thiết lập vị trí chắc chắn cho hoạt động trong khu vực và tạo điều kiện di chuyển cho binh sĩ và thiết bị hậu cần bên cạnh đó thủ tướng netanyahu muốn giải đất cực nam của Gaza, hành lang Philadelphia nằm dưới quyền kiểm soát của quân đội Israel. Hành lang mới dự kiến được xây dựng giữa Rafah, Khan Yunis và cũng do Israel kiểm soát. Hành lang Philadelphia nằm ở biên giới Ai Cập và Gaza, nhưng thủ tướng Netanyahu khẳng định rằng chỉ Israel có thể kiểm soát khu vực này để ngăn Hamas được các con tin ra khỏi Gaza hoặc tiếp nhận vũ khí. Trong khi đó, vấn đề hành lang Philadelphia đang gây tắc nghẽn cho đàm phán hòa bình Gaza bởi Ai Cập, trung gian hòa giải của đàm phán, phản đối hiện diện của Israel tại hành lang Philadelphia. Tuy nhiên, Thủ tướng Netanyahu không muốn Israel phải xử lý các vấn đề của hơn 2 triệu người dân Gaza. Do đó, ông đề xuất một chính quyền dân sự địa phương sẽ đảm nhận trọng trách này. Trong bản đồ của ông Netanyahu, bờ Tây là một phần liền với lãnh thổ Israel. Đáng chú ý, lực lượng phòng vệ Israel IDF xác nhận họ đã từng tiến hành một chiến dịch lớn tại các khu vực Jenin, và Tunkarem ở phía bắc bờ Tây. Israel tuyên bố rằng họ đang nhắm vào những kẻ khủng bố có vũ trang tại bờ Tây gây đe dọa cho lực lượng an ninh. Đây được coi là cuộc tấn công lớn nhất của Israel tại bờ Tây trong 20 năm qua. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken vừa qua khẳng định cả Israel và lực lượng Hamas ở Palestine đều cần sớm nhất trí về các vấn đề còn tồn động để hoàn tất thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza. Phát biểu họp báo khi đang có chuyến thăm tại Haiti, Ngoại trưởng Blinken cho biết dựa trên những thông tin mà ông nhận được, khoảng 90% thỏa thuận đã được thống nhất. Tuy nhiên, vẫn còn một số vấn đề quan trọng cần giải quyết, trong đó có hành lang Philadelphia, khu vực nằm ở phía nam của giải Gaza, giáp biên giới Ai Cập. Ông Blinken cũng thừa nhận hai bên vẫn còn bất đồng về cách thức trao đổi con tin Israel và tù nhân Palestine. Người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ nhấn mạnh trách nhiệm của cả hai bên trong việc hoàn tất các vấn đề còn lại, đồng thời cảnh báo rằng sự trì hoãn có thể dẫn đến những diễn biến không mong muốn làm ảnh hưởng đến quá trình đàm phán. Ông cũng cho biết trong những ngày tới, Mỹ sẽ tiếp tục đề xuất thêm những ý tưởng thông qua các bên trung gian là Ai Cập và Qatar với hy vọng một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được. Ngoại trưởng Blinken cũng không loại trừ khả năng Israel và Hamas đạt được thỏa thuận trước khi Tổng thống Mỹ Joe Biden kết thúc nhiệm kỳ vào tháng 1 năm 2025. Tuy nhiên, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu khẳng định nước này chưa sẵn sàng đạt thỏa thuận ngừng bắn với Hamas, đồng thời nhấn mạnh cần tiếp tục gây áp lực lên lực lượng Hồi giáo ở Palestine này. Ông Netanyahu đã đưa ra tuyên bố bên trong cuộc phỏng vấn với Fox News khi được hỏi về khả năng đạt được thỏa thuận ngừng bắn, Thủ tướng Israel thẳng thắn đáp: "Thật không may là chưa." Trước đó, ông Netanyahu đã nêu rõ lập trường về điều kiện đạt được ngừng bắn lâu dài tại Gaza. Theo đó, các bên liên quan phải đảm bảo hành lang Philadelphia không trở thành con đường tiếp tế cho Hamas. Trước tình hình trên, Tổng thư ký Liên đoàn Ả Rập Ahmed Abulgate cùng ngày cho rằng Thủ tướng Israel Netanyahu đang cản trở thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza tại ai cập tổng thư ký liên đoàn ả rập bác bỏ cáo buộc của ông netanyahu về việc ai cập không ngăn chặn buôn lậu vũ khí vào gaza đồng thời cảnh báo các hành động gần đây của israel có thể làm suy yếu vai trò quan trọng của ai cập trong khu vực các quốc gia ả rập ủng hộ lập trường của cairo phản đối sự hiện diện của lực lượng israel tại hành lang philadelphia tổng thư ký của liên đoàn ả rập kêu gọi cộng đồng quốc tế gây sức ép buộc israel phải đồng ý ngừng bắn nhấn mạnh sự cần thiết ngăn chặn gia tăng xung đột trong khu vực trong khi đó hamas cũng khẳng định rằng cần phải gây sức ép để israel chấp nhận đề xuất về thỏa thuận ngừng bắn do mỹ đưa ra mà phong trào này đã nhất trí vào hồi tháng 7. Hành lang Philadelphia hay còn gọi là trục Salah Adin được xác định là một phần quan trọng trong bất kỳ thỏa thuận ngừng bắn nào giữa Israel và lực lượng Hamas của Palestine. Ai Cập đã tuyên bố không chấp nhận bất cứ sự hiện diện nào của quân đội Israel tại hành lang Philadelphia và yêu cầu trở lại nguyên trạng như trước thời điểm bùng phát xung đột ở Gaza hồi năm ngoái. Tuy nhiên, Thủ tướng Netanyahu đã nhiều lần tuyên bố sẽ không cân nhắc việc chấm dứt sự hiện diện của quân đội Israel ở khu vực này. Trước đó, Mỹ tuyên bố bất cứ thỏa thuận nào cũng phải bao gồm việc rút hoàn toàn lực lượng Israel ra khỏi hành lang Philadelphia. Điều này cho thấy Mỹ và Israel đang có sự khác biệt về lập trường trong vấn đề này. Truyền thông Palestine đưa tin, lực lượng phòng vệ Israel IDF đã rút quân khỏi thành phố Jenin thuộc khu Bờ Tây. Dù IDF đã rút đi, nhưng nhiều người dân Palestine vẫn bày tỏ sự lo ngại về việc binh sĩ Israel sẽ quay trở lại thành phố Jenin, nhất là khi hàng loạt chốt kiểm soát do IDF dựng bao quanh thành phố Jenin vẫn hoạt động. Theo thời báo Israel kế hoạch quân sự ở bờ Tây của IDF bắt đầu từ một loạt hoạt động bắt bớ và càn quét trong địa phận các thành phố Jenin, Tunkarem và trại tị nạn Fa'a nhằm mục đích phá hủy mạng lưới của phong trào Hamas ở ba khu vực này. Số liệu từ IDF cho thấy các binh sĩ của họ đã vô hiệu hóa khoảng 30 tay súng tại Jenin và Tunkarem. Trong khi đó, liên quan đến vấn đề đàm phán, hồi cuối tháng 5, Tổng thống Mỹ Joe Biden đưa ra đề xuất ngừng bắn gồm 3 giai đoạn. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều bất đồng trong thỏa thuận cuối cùng về lệnh ngừng bắn và trao đổi con tin ở Gaza, bất chấp nỗ lực của ông chủ Nhà Trắng. Cụ thể, Hamas kiên quyết phản đối mọi sự hiện diện của các lực lượng Israel tại hành lang Philadelphia, trong khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nhiều lần khẳng định quyết tâm sẽ không rút quân khỏi khu vực này. Ở diễn biến liên quan, Thổ Nhĩ Kỳ, năm quốc gia Ả Rập, trong đó có cường quốc khu vực là Ả Rập Xê Út, cùng chính quyền Palestine PA và Ai Cập đã lên tiếng bác bỏ yêu cầu của Israel về việc tiếp tục triển khai quân đội tại hành lang Philadelphi. Hành lang Philadelphi chạy dọc biên giới giữa Sinai và Gaza đã trở thành một công cụ quan trọng trong chiến lược ổn định an ninh của Ai Cập trong thập kỷ qua. Việc mở rộng cửa khẩu Rafah nằm trên hành lang này cho phép vận chuyển hàng hóa, con người, viện trợ nhân đạo và vật liệu xây dựng, nhưng cũng tiềm ẩn rủi ro khi để các trang thiết bị quân sự được đưa vào Gaza tăng cường sức mạnh cho các nhóm vũ trang ở đây. Cairo coi hành lang Philadelphi không chỉ là một tuyến đường biên giới mà còn là đòn bẩy kinh tế và chính trị quan trọng để duy trì kiểm soát và gây sức ép lên Hamas. Do đó, Ai Cập phản đối sự hiện diện của Israel vì lo ngại rằng tình trạng này có thể trở thành lâu dài, làm suy yếu vai trò của Ai Cập và vi phạm các thỏa thuận rút quân đã được quy định trong thỏa thuận hòa bình giữa hai nước. Trong bối cảnh khối BRICS ngày càng lớn mạnh và thúc đẩy phi đô la Mỹ hóa, phóng sự điều tra của FT chỉ ra rằng Hai thành viên lớn nhất của nhóm là Nga và Ấn Độ đã sớm gây dựng các kênh giao dịch bí mật như một giải pháp tạm thời né các lệnh trừng phạt từ Mỹ và phương Tây. Theo thông tin từ FT, Nga đã bí mật mua hàng hóa từ Ấn Độ và đã sớm tìm cách xây dựng các cơ sở tại quốc gia châu Á nhằm hỗ trợ cho kế hoạch quân sự. Các tài liệu cho thấy Bộ Công nghiệp và Thương mại Nga, cơ quan chịu trách nhiệm giám sát hoạt động sản xuất quốc phòng, đã lên các kế hoạch bí mật từ tháng 10 năm 2022, chi khoảng 1 tỷ đô la Mỹ để mua các thiết bị điện tử quan trọng thông qua các kênh không bị các chính phủ phương Tây giám sát. Trong khi đó, các ngân hàng Nga đã tích được một kho dự trữ đáng kể bằng đồng rupi thông qua việc bán dầu cho Ấn Độ. Bản kế hoạch nêu chi tiết việc sử dụng kho dự trữ này để tài trợ cho các hoạt động thương mại bí mật nhằm sở hữu các loại hàng hóa quan trọng mà trước đây vốn được cung cấp từ các quốc gia đối nghịch. Trong các tài liệu của FT, trọng tâm của hoạt động này là các công nghệ sử dụng kép, các mặt hàng có cả ứng dụng quân sự và dân sự nằm trong danh sách bị kiểm soát trừng phạt ngoài ra moscow cũng đã có kế hoạch đầu tư vào các cơ sở sản xuất và phát triển thiết bị điện tử liên doanh nga ấn độ không rõ có bao nhiêu hoạt động bí mật đã được thực hiện nhưng dữ liệu chi tiết về dòng thương mại cho thấy mối quan hệ thương mại ấn độ nga đã sâu sắc hơn đáng kể nhất là đối với các loại hàng hóa được nêu ở trên trên thực tế nga cung cấp hơn một nửa thiết bị quân sự của ấn độ bao gồm xe tăng vũ khí và máy bay chiến đấu với giá hợp lý hơn nhiều so với các loại vũ khí từ các nước phương tây đây là yếu tố đặc biệt phù hợp với nhu cầu cấp bách của Ấn Độ khi mối quan hệ giữa họ với một số nước láng giềng, bao gồm cả thành viên BRICS là Trung Quốc, vẫn đang làm nóng tình hình dọc theo biên giới tranh chấp. Ông Vadim Poida, Chủ tịch Liên đoàn Ấn Độ cho biết, họ đã phát triển liên doanh triển khai các kế hoạch cụ thể với ngành công nghiệp điện tử Nga. Kế hoạch gồm 5 giai đoạn nêu chi tiết cách Nga có thể chi tiêu bằng đồng rupee của Ấn Độ và thiết lập nguồn cung cấp ổn định các thành phần hàng hóa có thể có tác dụng kép. Ông Poida cũng cho biết, kế hoạch đã bao gồm việc Nga thiết lập một hệ thống thanh toán khép kín giữa các công ty Nga và Ấn Độ, nằm ngoài sự giám sát của các nước phương Tây, bao gồm cả việc sử dụng tài sản tài chính kỹ thuật số. Theo nguồn tin của FT, kế hoạch là Nga sẽ sử dụng đồng Rupee để thanh toán cho hai loại hàng hóa nhập khẩu, bao gồm các loại thiết bị điện tử và máy móc. Các dữ liệu từ chính phủ Nga cho thấy, hoạt động thương mại trong hai danh mục hàng hóa này đã tăng rất mạnh so với khối lượng không đáng kể được báo cáo trước năm 2022. Một hồ sơ hải quan từ Innovio Venture có trụ sở tại Ấn Độ cho thấy, các công ty này đã cung cấp ít nhất 4,9 triệu đô la Mỹ thiết bị điện tử, bao gồm thiết bị máy bay không người lái cho Nga, cùng với 600.000 đô la Mỹ hàng hóa được trung chuyển đến đối tác thứ ba là Kyrgyzstan, tất cả đều được thanh toán bằng đồng Rupee. Trong khi đó, các lô hàng đến Nga được cho là bao gồm 568.000 đô la Mỹ thiết bị điện tử được gửi đến Tesco Black, một công ty Nga đang chịu lệnh trừng phạt của Mỹ và EU vì bị coi là mắt xích trong hệ thống mua sắm quân sự của Moscow.